Xin chào tất cả các em. Như vậy á, ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về thí nghiệm La Hai cặp tính trạng của Mendel. Hôm nay cô cùng các em sẽ nghiên cứu phần tiếp theo của phép La Hai cặp tính trạng. Đó là Mendel đã giải thích cái thí nghiệm của mình như thế nào và quy luật phân ly độc lập có ý nghĩa gì đối với việc chọn giống và tiến hóa thông qua bài số 5 La Hai cặp tính trạng tiếp theo. Nội dung của bài này bao gồm có hai phần. Bài này là tiếp theo của bài số 4, nên các em sẽ ghi vào trong tập đó là phần 3 La Mã, Mendel giải thích kết quả thí nghiệm, và phần 4 La Mã, ý nghĩa của quy luật phân ly độc lập. Trước hết, để nhắc lại cái thí nghiệm của ông một cách khái quát, để chúng ta có thể hiểu được là cái cách giải thích của ông như thế nào. Thì thí nghiệm của Mendel, ông cho lai hai cây đậu vàng trơn và xanh nhăn. Ở F1, ông thu được 100% hạt vàng trơn. Thì điều này sẽ giúp chúng ta nhận thấy là tính trạng vàng sẽ trội hơn so với tính trạng xanh và tính trạng trơn sẽ trội hơn so với tính trạng nhăn, đúng không nào? Vì chúng đều xuất hiện ở ngay F1. Sau đó, ông cho các cái F1 này tự thụ phấn với nhau. Ở F2, ông thu được 315 cây vàng nhịp trơn, 108 xanh trơn, 101 vàng nhăn và 32 xanh nhăn. Chúng ta nhớ lại cái tỷ lệ phân ly từng cặp tính trạng ở F2 mà ở bài trước chúng ta đã tính toán. Đó là về màu sắc của hạt, thì tỷ lệ hạt vàng chia hạt xanh sẽ xấp xỉ là 3:1. Với cái kết quả này á, thì chúng ta sẽ khẳng định là tính trạng màu sắc hạt sẽ do một gen quy định và cái tính trạng vàng sẽ trội hơn so với tính trạng xanh. Do đó thì chúng ta sẽ quy ước là gen A lớn là hạt vàng và gen A nhỏ là hạt xanh. Đối với cái tính trạng về hình dạng của hạt thì cái tỷ lệ hạt trơn chia cho tỷ lệ hạt nhăn cũng xấp xỉ là 3:1. Biện luận giống như trên á, thì cô cũng sẽ có là B lớn là vỏ trơn và B nhỏ là vỏ nhăn. Vì đây là hai cái tính trạng khác nhau nên chúng ta sẽ dùng hai cái ký hiệu đó là A và B. Tiếp đến thì chúng ta sẽ quan tâm tới kiểu gen của B. Vì A lớn quy định hạt vàng và B lớn quy định hạt vỏ trơn, do đó cái kiểu gen của vàng trơn thuần chủng sẽ là A lớn, B lớn, B lớn. Tương tự kiểu gen xanh nhăn là tính trạng lặn, do đó nó sẽ có kiểu gen là A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Vậy thì chúng ta cùng viết cái sơ đồ lai từ B cho tới F1 nhé. Thì trước khi viết cái sơ đồ lai á, chúng ta sẽ viết cái quy ước gen trước. Quy ước A lớn là hạt vàng, A nhỏ là hạt xanh, B lớn là vỏ trơn, B nhỏ là vỏ nhăn. B thuần chủng lai vàng trơn và xanh nhăn thì chúng ta sẽ có là A lớn, B lớn, B lớn lai với A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Do cái kiểu gen này nó thuần chủng, do đó nó chỉ tạo ra một loại giao tử thôi. Các em chú ý nè, chúng ta tách cái từng cặp tính trạng ra để chúng ta làm. Đó là A lớn sẽ cho ra chữ A lớn, B lớn sẽ cho ra B lớn. Và cái giao tử mà nó tạo thành từ cái kiểu gen này sẽ là A lớn, B lớn. Tương tự đối với A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ sẽ cho ra giao tử là A nhỏ, B nhỏ. Sự kết hợp của hai giao tử này trong quá trình thụ tinh sẽ tạo ra F1 có kiểu gen là A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Kiểu gen thì các em ghi lại kiểu hình. Vì ở trong cái kiểu gen này có A lớn và có B lớn nên kiểu hình của nó sẽ mang tính trạng là vàng trơn. Các em chép cái phần này vào trong tập nhé. Thì ở thí nghiệm trước á, chúng ta đã biết được cái cách tính và đã tính được cái tỷ lệ kiểu hình ở F2, đó là 9 vàng trơn, 3 vàng nhăn, 3 xanh trơn và 1 xanh nhăn. Vậy thì số tổ hợp hay là số hợp tử sẽ là bao nhiêu nhỉ? Là
16 tính như thế nào? Thì chúng ta sẽ lấy từng cái tỷ lệ ở phía trên chúng ta cộng lại với nhau. Đó là 9 cộng 3 cộng 3 cộng 1 là 16. Vậy thì để có 16 cái hợp tử này á thì nó sẽ có sự kết hợp ngẫu nhiên của bốn loại giao tử từ bên bố và bốn loại giao tử từ bên mẹ. Mà F1 á, lúc nãy chúng ta mới vừa viết xong thì nó sẽ có kiểu gen là gì? Là A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Vậy thì chúng ta hãy xem thử là cái kiểu gen này có phải cho ra bốn loại giao tử hay không? Chúng ta xét cái cơ thể Lie F1 dị hợp hai cặp gen. Thì các cái cặp gen này á, nó sẽ phân ly tương ứng với nhau. Ví dụ như là cặp gen A lớn A nhỏ sẽ phân ly về hai phía tạo ra A lớn và A nhỏ. Tương tự cái cặp gen B lớn B nhỏ sẽ phân ly cho ra B lớn và B nhỏ. Và các cái gen này á, nó sẽ kết hợp tương ứng với nhau. Nó sẽ kết hợp ngẫu nhiên với nhau cho ra các kiểu gen. Ví dụ như là A lớn nó có thể kết hợp với B lớn hoặc nó có thể kết hợp với B nhỏ. Ngược lại, A nhỏ cũng có thể kết hợp với B lớn và có thể kết hợp với B nhỏ. Thì nó sẽ cho ra các cái loại giao tử sau đây. Nếu A lớn kết hợp với B lớn sẽ cho ra giao tử là A lớn B lớn. A lớn kết hợp với B nhỏ cho ra A lớn B nhỏ. A nhỏ kết hợp với B lớn cho ra giao tử A nhỏ B lớn. Và A nhỏ kết hợp với B nhỏ cho ra giao tử A nhỏ B nhỏ. Như vậy thì cái kiểu gen dị hợp hai cặp gen nó sẽ cho chúng ta được bốn loại giao tử và tỷ lệ của mỗi loại giao tử này nó sẽ bằng nhau và nó sẽ bằng 1/4. Rồi, F1, Lie với F1. Cô viết lại một cái phần nhỏ của cái sơ đồ Lie. Đó là A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Lie với A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Thì nó sẽ cho ra các cái loại giao tử sau. Đây, bên bố sẽ cho ra bốn loại giao tử. Và bên mẹ cũng giống vậy nên nó sẽ cho ra bốn loại giao tử luôn. Nếu mà cô yêu cầu các em hãy xác định cho cô tỷ lệ kiểu hình và tỷ lệ kiểu gen xuất hiện ở F2 thì các em sẽ làm theo cách thủ công, đó là các em sẽ nhân cái giao tử của bố với lại cái giao tử bên mẹ bằng cái phép nhân đại số. Nhưng mà cô sẽ giới thiệu cho các em một cái phương pháp giúp các em dễ dàng quan sát hơn, đó chính là kẻ khung Pennet. Từ cái sự phân tích đó thì chúng ta sẽ viết được cái sơ đồ Lie như sau. Cô kẻ cái khung như sau. Cái cột bên trên á, là giao tử của bố ở thế hệ F1. Còn cái cột dọc á, là bốn loại giao tử của mẹ. Là A lớn, A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn và A nhỏ, B nhỏ. Vì trong quá trình thụ tinh á, là sẽ có sự kết hợp ngẫu nhiên với nhau. Nên cái giao tử đầu tiên là giao tử A lớn, B lớn của mẹ sẽ kết hợp với giao tử A lớn, B lớn của bố. Hay là cái giao tử A lớn, B lớn của mẹ này cũng có thể kết hợp là với cái giao tử A lớn, B nhỏ của bố. Hoặc là sẽ kết hợp với giao tử A nhỏ B lớn hoặc là sẽ kết hợp với A nhỏ B nhỏ thì nó sẽ cho ra những cái kiểu gen như sau. Ví dụ A lớn B lớn kết hợp với A lớn B lớn sẽ cho ra kiểu gen là A lớn B lớn B lớn. A lớn B lớn kết hợp với A lớn B nhỏ sẽ cho ra kiểu gen là A lớn B lớn B nhỏ. Tương tự chúng ta sẽ có kiểu gen gì nhỉ? A lớn, A nhỏ, B lớn, B lớn. Các em lưu ý là cái chữ A lớn chúng ta sẽ viết trước và cái chữ nhỏ, cái chữ thường thì chúng ta sẽ viết sau, được chưa? Rồi, tiếp theo sẽ có kiểu gen là A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Tương tự chúng ta sẽ viết được hết tất cả các cái khung này cho cô theo cái quy tắc đó. Rồi, việc làm của chúng ta tiếp theo là chúng ta hãy xác định cái kiểu gen nào nó sẽ quy định cái kiểu hình nào. Đối với cái kiểu gen mà nó mang hai cái tính chạng trội,
Ở trong cái kiểu gen của nó vừa có A lớn vừa có B lớn thì nó sẽ cho ra kiểu hình là hạt vàng trơn. Kiểu gen chỉ có A lớn mà B nhỏ B nhỏ. A lớn là quy định hạt vàng, B nhỏ là quy định vỏ nhân, nên là chúng ta sẽ có cái kiểu hình là vàng nhân. Vậy thì chúng ta hãy cùng xác định nè. Cái A lớn, B lớn sẽ có kiểu hình là vàng trơn. A lớn, B nhỏ là vàng trơn. A lớn, A nhỏ, B lớn là vàng trơn. A lớn, A nhỏ, B nhỏ là vàng trơn. A lớn, B lớn là vàng trơn. A lớn, B nhỏ là vàng nhăn. Tại vì ở đây tồn tại một cái cặp ở trạng thái đồng hợp lặng. A lớn, A nhỏ, B nhỏ là vàng trơn. A lớn, A nhỏ, B nhỏ là vàng nhăn. Và tương tự các em sẽ viết được các cái kiểu hình mà các cái kiểu gen nó đã đưa ra. Thì ở đây cô có nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cô có 9 cái kiểu gen quy định hạt vàng trơn. Rồi, cô có 3 cái kiểu gen quy định hạt vàng nhăn. Rồi, vậy thì A nhỏ, B lớn sẽ là kiểu hình gì? Đó là hạt xanh trơn, được chưa nào? Cô sẽ có 3 cái kiểu gen quy định màu xanh trơn. Và cuối cùng sẽ là xanh nhăn. Như vậy thì nếu thống kê lại cái kiểu hình ở F2 á, nó có thỏa mãn với cái tỷ lệ mà 9 vàng trơn, 3 vàng nhăn, 3 xanh trơn và 3 xanh nhăn, một xanh nhăn đúng không nào? Rồi cái kết quả này á, cô sẽ mô tả lại theo cái bảng sau đây. Tỷ lệ mỗi loại kiểu gen ở F2, cái kiểu gen nào quy định vàng trơn thì cô sẽ nhóm nó lại thành một nhóm. Cô có nè, một một kiểu gen A lớn, B lớn. Hai kiểu gen A lớn, B nhỏ. Hai kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn. Và bốn kiểu gen A lớn, A nhỏ, B nhỏ. Chúng ta cộng lại 2, 1 cộng 2 cộng 2 cộng 4 là 9 kiểu gen. Vì cái vàng là tính trạng trội nên là chỉ cần có A lớn thôi là nó đã quy định cái hạt vàng rồi, dù nó ở trạng thái đồng hợp hay là dị hợp. Vì vậy mà khi mà rút gọn lại á, cô sẽ viết tắt. Hạt vàng là cô sẽ ghi là A gạch, còn trơn là B gạch. Cái phần gạch này á, các em có thể là điền cái từ A lớn cũng được, mà cũng có thể điền từ A nhỏ cũng được. Tương tự điền B lớn cũng được và B nhỏ cũng được, được chưa nào? Tiếp theo là hạt vàng nhăn, cô sẽ có 3 kiểu gen. Hạt xanh trơn, cô cũng có 3 kiểu gen và hạt xanh nhăn, cô có 1 kiểu gen. Đây chính là tỷ lệ kiểu kiểu hình. Rồi cô viết gọn lại như sau nè. Ở hạt vàng trơn, cô có 9 A gạch, B gạch. Nhắc lại nha, cái phần gạch này á, là các em có thể điền A lớn cũng được hoặc A nhỏ cũng được, B lớn cũng được và B nhỏ cũng được, nên nó sẽ có những cái loại kiểu gen này. Tương tự vậy thì hạt xanh nhăn chúng ta sẽ có cái công thức rút gọn như thế nào? Đó là 3 A lớn gạch, B nhỏ. Hạt xanh trơn sẽ có công thức rút gọn là 3 A nhỏ, B lớn gạch. Và hạt xanh nhăn sẽ là một A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Rồi cái tổng số này cũng sẽ là 9331. Các em viết cái phần này vào trong tập. Từ những cái phân tích đó thì Mendel đã rút ra một cái quy luật, đó là quy luật phân ly độc lập như sau. Các cặp nhân tố di truyền hay cặp gen, cô đã quy ước với các em ngay từ ban đầu rồi đúng không nào? Từ nay chúng ta sẽ gọi nó là cặp gen để phù hợp với cái quan niệm di truyền học hiện đại và dễ dàng trong cái việc làm bài tập hay là trao đổi với nhau. Đã phân ly độc lập trong quá trình phát sinh giao tử, thì như vậy quy luật phân ly độc lập có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua phần 4.
Ý nghĩa của quy luật phân ly độc lập. Đây vẫn là phép Lie hai cặp tính trạng của Mendel. Cô nhắc lại nè, cái kiểu hình mới xuất hiện ở F2 đó là xanh trơn và vàng nhăn. Nó khác so với kiểu hình ở P. P là vàng trơn và xanh nhăn. Thì đây gọi là các cái biến dị tổ hợp. Chính các cái biến dị tổ hợp này nó sẽ góp phần rất là quan trọng trong cái việc ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và biến dị tổ hợp nó cũng đã tạo ra nhiều cái kiểu gen thích nghi với những điều kiện sống khác nhau, tạo nên cái sự đa dạng và phong phú cho sinh giới. Rồi, cô lấy một cái ví dụ nè. Ở bò, người ta sẽ cho lai bò 3P thuần chủng. Thì cái giống bò này á, nó có thịt đặc biệt. Có cơ bắp phát triển siêu trội và cái hệ thống cơ của nó là rất là lớn. Ngoại hình của nó đẹp, khả năng sử dụng thức ăn của nó tốt, thịt thơm ngon và hiệu quả kinh tế cao. Nhưng mà cái giống bò này là ở nước ngoài, nó sẽ không thích hợp với cái điều kiện sống ở Việt Nam. Rồi người ta sẽ đem cho lai với bò sinh. Thì cái bò sinh này, cái năng suất sữa hay là cái năng suất thịt của nó thấp. Tuy nhiên nó có một cái ưu điểm đó là nó dễ nuôi, nó chịu đựng được kham khổ và nó ít bệnh tật. Thì người ta cho lai hai cái giống bò này lại với nhau, thì người ta thu được cái F1 là bò lai F1 BPP 3P á. Thì cái con lai này nó vừa dễ nuôi, vừa ít bệnh tật, lại vừa có cơ thể đẹp, năng suất cao, nên là người ta sử dụng cái con lai F1 này vào trong sản xuất để mang lại cái kinh tế cao. Rồi, ở các cái lò giao phối á, thì cái thế hệ sau á, nó sẽ tạo ra nhiều cái loại kiểu gen và nhiều cái loại kiểu hình khác nhau. Do đó mà các thế hệ sau nó sẽ đa dạng và phong phú về kiểu hình. Ở các cái loại giao phối thì biến dị nó lại phong phú hơn nhiều so với các cái loại sinh sản vô tính. Vì ở các loại giao phối thì nó sẽ có sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử giữa bố và mẹ, nên là tạo ra những cái kiểu gen khác nhau. Thì cái thí nghiệm của Mendel ở trên á, chỉ đề cập tới di truyền của hai cặp tính trạng do hai cặp gen tương ứng chi phối thôi. Thì trên thực tế của chúng ta, các loại sinh vật bậc cao á, kiểu gen có rất nhiều gen và các gen này thường tồn tại ở thể dị hợp. Do đó sự phân ly độc lập và tổ hợp lại của chúng sẽ tạo ra cái số tổ hợp về kiểu gen và kiểu hình rất là nhiều, cực kỳ nhiều. Nên cái thế hệ mà con cháu nó sẽ rất là đa dạng về cái kiểu hình. Các em ghi phần này vào trong tập. Đối với chọn giống và tiến hóa, biến dị tổ hợp đã tạo ra những kiểu gen thích nghi với những điều kiện sống khác nhau, tạo nên sự đa dạng và phong phú của sinh giới. Ở các loài giao phối, biến dị tổ hợp phong phú hơn so với những loài sinh sản vô tính, vì các loại giao phối có sự kết hợp tự do và ngẫu nhiên của các loại giao tử giữa bố và mẹ, tạo nên những kiểu gen khác nhau. Các em chép bài vào nhé. Hướng dẫn về nhà. Học xong bài này thì các em hãy học bài và làm trắc nghiệm trên cái trang trực tuyến lớp học.hochiminh.edu.vn. Và chúng ta hãy đọc và xem trước bài số 8, đó là bài nhiễm sắc thể. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.